dành hơn 20% ngân sách hàng năm cho sự nghiệp giáo dục. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nằm trong số địa phương có cơ sở trường lớp khang trang nhất cả nước. Từ năm 2015, trên địa bàn tỉnh không còn trường lớp mầm non và phổ thông bán kiên cố. Hầu hết các trường đều có đủ khối phòng học, lý thuyết và phòng chức năng, sân chơi, bãi tập phục vụ giáo dục thể chất. Trước yêu cầu đổi mới giáo dục và sức ép đô thị hóa, thu hút lao động, bên cạnh nỗ lực đảm bảo trường lớp cho học sinh trong độ tuổi, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn nỗ lực đảm bảo các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Hiện Bà Rịa Vũng Tàu đứng thứ hai ở Đông Nam Bộ về tỷ lệ trường mầm non và các bậc học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị là những tiêu chí quan trọng để đáp ứng tiêu chí chuẩn quốc gia theo từng giai đoạn. Giai đoạn 2012-2023, tổng chi ngân sách của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho giáo dục khoảng 40.000 tỷ đồng, tập trung vào xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường lớp, mua sắm trang thiết bị, dạy và học. Riêng năm học 2023-2024, tỉnh đưa vào sử dụng 3 ngôi trường mới với tổng mức đầu tư gần 520 tỷ đồng. Các huyện, thị, thành phố trong tỉnh cũng đầu tư hơn 292 tỷ đồng sửa chữa, chống xuống cấp các trường học, đầu tư hơn 224 tỷ đồng mua sắm thiết bị phục vụ việc dạy và học ở những khối lớp triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Hiện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 462 trường mầm non và các bậc học phổ thông công lập lẫn tư thục. Trong số này, gần 96% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, giai đoạn từ 2022 đến 2028. Đứng thứ hai trong vùng Đông Nam Bộ về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Từ đây đến năm 2029, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu mỗi năm ở mỗi bậc học có thêm 2 đến 5 trường đạt chuẩn quốc gia.